Chiều ngày 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ nhóm cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giải cứu nhóm tàn trữ, mua bán ma túy với phần luận tội và đề nghị mức án của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, mức án từ 7 đến 8 năm tù. Bị cáo Phan Văn Hòa, bị cáo Lê Văn Quý, cùng là cựu phó trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, mức án từ 5 đến 6 năm tù, đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng với mỗi bị cáo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, là người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, là người chỉ đạo bắt các đối tượng liên quan ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định và yêu cầu gọi người nhà của các đối tượng tới chung chi tiền cho mình.